D&D Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer, mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com. Thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Lời nói đầu môi, anh ơi chốt lưỡi đầu môi. Phải xa đành thôi, sao anh gian dối người ơi? Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu? Vì sao anh tôi không hiểu vì sao? Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn núi xây ngoài kia, nghe tình tôi lao sau 9.000 một ngày kia, anh có quay về? Ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngần ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhàng đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh. Đã không
còn hối tiếc. Ngọc Hương xin chào tất cả khán giả của chương trình Music Box ngày hôm nay với thần tượng của lòng em, nữ ca sĩ Minh Tuyết. Hello, hello. Bắn tim, bắn tim, bắn tim. Giờ chị Tuyết chào khán giả đi ha. Minh Tuyết xin gửi lời chào thân ái đến cho tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Music Box. Ngày hôm nay Minh Tuyết rất là hân hạnh là được có mặt trong chương trình Music Box này, và đặc biệt là được ngồi kế một người em mà Minh Tuyết rất là thương yêu, đó là Ngọc Hân. Chị nói vậy chứ thật sự là em phải năn nỉ ỉ ôi lăn lê là bò lết lắm mới được vào chương trình này đó quý vị. Là tại vì thường thường Music Box không có MC, nhưng mà ngày hôm nay quý vị sẽ không gặp Ngọc Hân MC mà là Ngọc Hân đại diện fan club của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Hy vọng rằng là đêm ngày hôm nay thì Minh Tuyết sẽ gửi đến cho tất cả quý vị những bài hát mà quý vị đã yêu cầu hổm giờ, mà Minh Tuyết biết được ở trên Facebook của mình. Và đặc biệt là cũng rất là vui khi có một người em là MC Ngọc Hân, nhưng mà thực sự em như là một người em gái. Và cái điều đặc biệt là em có tâm sự với lại Minh Tuyết rằng là em đã ngưỡng mộ chị Minh Tuyết từ rất là lâu, từ hồi còn nhỏ, và em biết hết tất cả các nhạc của chị, và nhưng chưa bao giờ em được ngồi đây cùng với chị, sát bên chị, thưởng thức chị hát. Và chị hứa là hôm nay chị sẽ tặng riêng cho Ngọc Hân một bài. Chị ơi, em tin là cái giấc mơ của bất kỳ một người fan nào của chị là được ngồi kế chị gần như thế này và nghe chị hát những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của chị, và những bài hát mà yêu cầu, có những bài hát mà em ghiền lắm luôn. Thôi nha, tôi mít ướt lắm, đừng nói hồi tôi khóc á. Em ghiền lắm. Nhưng mà thôi bây giờ thì ngày hôm nay sẵn là em được đại diện fan club của chị, thì để em chia sẻ cái điều này, em chưa bao giờ kể với chị và chưa bao giờ kể với bất kỳ ai, là chị có biết là em là fan của chị từ hồi nào không? Để em kể cho chị nghe, em là fan của chị từ hồi mà chị còn thu hình cho Trung tâm Kim Lợi ở Việt Nam. Lúc đó em còn bé xíu xiu. Từ thời mà Minh Tuyết, Cẩm Ly, Minh Thuận, Nhật Hào đó. Từ cái bài mà em nhớ là chị với chị Cẩm Ly là đứng trên cái cầu thang đó. Rồi xong rồi bằng hai lưng, cái đầm bông bông đó, phải không? Đúng rồi, dựa lưng vào cây rồi hát đó. Là em đã thích chị từ lúc đó rồi, mà lúc đó em còn bé lắm luôn á. Xong rồi sau đó tự nhiên cái thời gian cái chị mất tiêu. Không biết chị đi đâu, mà chị tự nhiên thấy là Minh Tuyết không còn xuất hiện trên TV nữa. Cho đến tận khi mà em qua Mỹ này, và em nhớ hoài cái lần đó là cái cuốn Quê Hương Tình Yêu và Tuổi Trẻ số 5, cái bài hát Em Vẫn Chờ Anh, chị mặc cái đầm đen. Là đó là lần kế tiếp mà em được gặp lại Minh Tuyết, và em theo chị từ lúc đó cho tới cái thời kỳ hoàng kim nhất của chị với Trung tâm Thúy Nga, cho tới tận bây giờ. Là fan cứng của chị là mấy chục năm rồi đó. Chị nghe là chị biết cảm mấy em chục rất năm là rồi nhiều. Đúng không? Hạnh phúc lắm khi mà thấy có một người fan theo mình lâu như vậy. Bởi vì khi mình làm một người ca sĩ thì fan nhiều cũng có, ít cũng có. Nhưng mà fan để tồn tại và theo mình hoài hoài á, thì thật sự cũng hiếm lắm em. Tại vì nhất là nhạc trẻ. Nhạc trẻ thì các em luôn luôn thích những cái mới lạ, luôn luôn thích những cái gì nó trẻ trung, nó đổi mới. Yeah. Cho nên các em hay là thích một thời gian rồi cái quên, lại đi theo người khác, gọi là phong trào đó chị đó. Cho nên khi mà chị nghe được em nói câu đó thì chị cảm thấy mình hạnh phúc lắm, và chị cũng nghe được rất là nhiều người fan nói là em đã theo chị rất là lâu rồi, và cái điều đó khiến cho chị cảm thấy rằng là mình phải work hard hơn nữa, mình phải có cái động lực để mình không có phụ lòng những người fan, nhất là những người fan theo đuổi mình quá lâu như vậy. Chị biết tại sao em theo chị lâu vậy không? Tại vì em không biết như thế nào mà ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời của em á, chị luôn có những bài hát nó thích hợp và đúng những cái giai đoạn đó trong cuộc đời của em, và em luôn tìm được cái sự đồng cảm trong âm nhạc của chị. Tại em biết sao, mỗi lần mà chị hát một bài hát thì chị luôn luôn phải tìm thấy được một cái góc cạnh, một cái khía cạnh nào đó của cuộc đời của chị, hoặc là của những người bạn, hoặc những người thân quen của chị xung quanh đã vấp phải trên những cái câu chuyện như thế, thì chị mới có cái linh cảm và chị mới link được với bản thân của chị để chị hát. Thì chính vì như vậy cho nên có thể là đâu đó trong những cái mảnh tình, trong những cái âm nhạc mà chị chọn để hát, thì trong đó có cái sự happen với cái cuộc đời của em. Mà thật sự là em nói là em thích chị nhất, nhưng mà em cũng không thích chị nhất là bởi vì em tốn quá nhiều nước mắt cho chị. Quá nhiều nước mắt cho mấy bài hát của chị. Nhưng mà thôi bây giờ em trở lại câu hỏi này. Lúc bé lúc đó đó, thật sự là em cũng rất là thắc mắc, và em tin là cũng có rất nhiều fans thắc mắc. Là lúc đó là cái thời mà Minh Tuyết, Cẩm Ly là một trong những cặp song ca, là bắt đầu là tạo nên tên tuổi đó. Sao tự nhiên chị mất tiêu? Và tự nhiên cái sau này mình mới biết là chị qua Mỹ, chị quyết định chị qua Mỹ một thân một mình. Thì chị biết là ngay khi mà chị vừa đi,
thì cái phong trào mà làn sóng xanh hồi đó, mà phong trào nhạc trẻ đó đã bắt đầu nổi lên và gọi như là rần rần ở khắp mọi nơi. Trong khi lúc đó chị lại ở bên Mỹ này một thân một mình. Thì lúc đó chị có hối hận về cái quyết định của mình không? Qua đây nó có buồn, cảm thấy là tủi thân và cô đơn không? Trong khi bạn bè mình ở Việt Nam là chị của mình ở Việt Nam. Chị nói chị mít ước lắm, nói hỏi cái chị nhé. Thật sự là vì có lẽ là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khó khăn nhất của chị. Chị qua Mỹ có một mình, thì mà lúc đó thì sự nghiệp chưa có được gì hết á. Mà trong cái giai đoạn đó đó thì ở bên Việt Nam thì làn sóng xanh nó rần rần lên. Thì chị Cẩm Ly được hát trên sân khấu lớn, rồi Lam Trường, rồi Phương Thanh. Rất là nhiều người bạn cùng thời với chị được hát rất là nhiều. Và lúc đó cái tuổi trẻ nữa, cái sự khao khát được hát của chị nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà vì mới qua Mỹ, vừa mới tham gia trung tâm, mình cũng không có cơ hội nhiều để được như vậy. Lúc đó vừa cô đơn một mình, lẻ loi một mình, sống ở đất khách quê người, vừa không được hát như mình muốn. Và chị nhìn, lúc đó thì chị có gọi phone về cho mẹ chị nói là: mẹ ơi, con có nên quay trở về không? Là bởi vì nếu mà chị đang ở Việt Nam trong thời điểm đó, có thể chị sẽ được đứng ở cái spot đó, và có thể những cái bài hát đó là bài hát chị sẽ được hát. Có những bài hát đáng lẽ là chị phải được hát, đúng không? Cho nên lúc đó chị buồn lắm, chị muốn quay về. Nhưng mà có lẽ là cái sự háo thắng trong chị nó vẫn còn, cái tự ái của chị rất là cao. Vì chị nói với mẹ chị đi, chị là người quyết định ra đi. Và chị nói là khi con trở về, con muốn đem sự thành công trở về, bởi vì con muốn chứng minh cho mẹ với bố thấy rằng là con quyết định không có sai. Và lúc đó chị đã cố, chị đã ở lại. Và chị đã ở lại, nhưng mà may mắn thay, có lẽ là ông tổ thương chị, có lẽ khán giả thương chị. Và trong cái lúc đó thì chị không biết làm gì ngoài cách là dùng những bài hát đó hát lại ở bên đây. Cái bài hát cuối cùng mà chị thu âm ngay trước khi chị rời Việt Nam đi Mỹ là bài gì, chị còn nhớ không? Có một bài hát mà mọi người cứ tưởng là nữ ca sĩ Phương Thanh là người hát đầu tiên. Đó là bài hát Tình Xa Khuất. Yes. Nhưng mà bài hát đó là chị là người thu âm đầu tiên cho trung tâm Kim Lợi. Và bài hát đó là bài hát cuối cùng chị thu âm cho trung tâm Kim Lợi và quay hình. Nhưng mà khi chị ra đi rồi thì lúc đó không có phát hành cái bài đó. Và khi chị ở Mỹ thì anh Minh Vi có gọi qua cho chị. Tại anh Minh Vi là chủ trung tâm Kim Lợi, nói với chị là: em ơi, bây giờ trung tâm cần bài cho nữ ca sĩ Phương Thanh, mà bây giờ không, trong lúc đang rất là thiếu bài, nên em cho phép anh dùng bài này để cho Phương Thanh hát. Và lúc đó Phương Thanh là người hát và phát hành đầu tiên. Sau đó thì sau này thì Kim Lợi mới bắt đầu phát hành bài của chị là sau này. Cho nên ai cũng cứ tưởng là bài đó của Phương Thanh hát đầu tiên, nhưng mà thực ra là của chị hát đầu tiên. Và hôm nay chị coi như là một cái mini live show về cái chặng đường ca hát của chị. Chị muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả một cái liên khúc Tình Xa Khuất, mà có những bài hát Minh Tuyết đã từng hát ở bên nước Mỹ mà được quý vị yêu mến và chào đón thuở ban đầu. Ngày hôm nay Minh Tuyết muốn gửi đến quý vị. Một lần nữa xin mời quý vị cùng lắng nghe liên khúc Tình Xa Khuất. Chiều một mình trên phố, tâm hồn lạnh lùng buốt giá. Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây? Đêm về trằn trọc thao thức, nhớ thật nhiều làn môi ấm. Anh yêu sâu hơi, sao nỡ quay lưng bước vội đi? Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, sao anh nỡ bước đi theo người? Bóng anh mờ khuất
em vẫn nát xa rời. Giờ anh đã bước theo tình với người, vì em đã hết yêu em rồi. Bóng em lẻ loi trong chiều mưa. Một mình em lang thang trong chiều mưa. Trong tiếc nuối
đang có cảm giác là Tuyết đang hát cho Minh Tuyết của những năm 20. Cái lúc đó khi mà chị nói là chị ở bên này và chị không có sinh hoạt văn nghệ được nhiều như là chị em của mình rồi bạn bè đồng trang lứa của mình ở lúc ở Việt Nam đó, thì chị hát những cái bài hát này lại để mình có được cái cảm giác là mình được hòa ở trong cái không khí âm nhạc đó, cái không gian âm nhạc đó. Nhưng mà đó cũng là một cái lý do. Cái lý do thứ hai nữa là thực sự lúc mà chị qua bên đây thì cái thời điểm đó đó, phong trào văn nghệ tại Việt Nam á, nó cũng chưa, lúc mà chị qua đó thì là nó chưa có nổi lên nhiều, chưa có ảnh hưởng nhiều đối với bên hải ngoại. Thì khi mà chị qua rồi á thì bắt đầu làn sóng xanh lên, làn sóng xanh lên thì bắt đầu nó cái dòng âm nhạc của Việt Nam nó tràn, bắt đầu nó cũng tràn qua, nó bắt đầu nó cũng trộn lẫn với lại bên khán giả tại hải ngoại, ta cũng yêu thích. Và một phần là cũng vì vậy nữa thì khán giả cũng yêu cầu trung tâm những cái bài hát đang hit. Lúc đó thì chị mới qua, mặc dù thì mình cũng có chút xíu tên tuổi nhỏ nhỏ bên Việt Nam cái thời điểm đó, nhưng mà là tên tuổi song ca. Nên khi mình qua đây thì mình bắt đầu tất cả mọi thứ nó là giống như gần như làm lại từ đầu á, mà lại làm lại với cái tên là Minh Tuyết. Cho nên mình cũng cần khán giả họ biết đến mình nhiều bằng cách mình hát những cái bài hát mà đang thịnh trong thịnh hành. Mà thực sự lúc đó thì cũng có nhiều ca sĩ hát lắm, nhưng mà chắc có lẽ lúc đó chị mới qua nên chị còn mùi nước mắm nhiều của em, nên chị hát nó cũng có phản phất chút xíu mùi nước mắm Việt Nam, cho nên có lẽ khán giả yêu thích chị. Tại vì chị ngày xưa ngộ lắm, chị ở Việt Nam thì chị mê nhạc hải ngoại, chị chỉ hát nhạc hải ngoại mà thôi. Chị hát nhạc của Ngọc Lan, nhạc của Khánh Hà, chị hát nhạc của cô Kiều Nga này nọ đó, cô Julie này nọ, chị hát toàn nhạc hải ngoại. Nên với Việt Nam thì chị lại có cái chất giọng của chút xíu của hải ngoại là nũng nịu hay nhỏ nhẹ, nhưng mà cũng có chút xíu cái ảnh hưởng của Việt Nam, tại mình sinh hoạt văn nghệ tại Việt Nam từ hồi nhỏ. Thì khi chị qua Mỹ thì khi phong trào nhạc Việt Nam lên thì chị được trộn lẫn giữa cái Việt Nam và hải ngoại, nên chính vì cái điều đó cho nên chị có một cái nét đặc trưng mà khi chị cover những bài hát đó lại thì chị lại được khán giả tại hải ngoại đón nhận rất là nồng nhiệt. Và chị kể từ đó chị được thành công và chị được đi lưu diễn rất là nhiều. Chị được đi lưu diễn rất là nhiều và lúc đó thì mình thấy mình hết cô đơn rồi, và lúc đó mình cảm thấy con đường mình đi có lẽ là đúng. Em còn nhớ là từ cái lúc mà em như là em kể đó, em xem chị được, em thực sự là em nghe chị trở lại, là tại vì em nhớ lúc đó là tự nhiên em đang đứng em làm cái gì đó đó mà em nghe cái bài Em Vẫn Chờ Anh, và em nghe cái giọng của chị cất lên và em nói chứ nghe đâu ta sẽ nhớ có những cơn mưa nhà bay. Cái MV đó của chị là Quê Hương Tình Yêu Và Tuổi Trẻ số 5 và Victor Vũ làm đạo diễn, một trong những cái MV đầu tiên của Victor Vũ. Thì em chạy ra em nói chứ chị Minh Tuyết. Và từ đó cho tới những cái, chị nhớ đợt đó những cái phong trào mà nhạc Hoa lời Việt mà vô cùng thịnh hành, đi đến đâu cũng nghe không chị. Rồi xong sau đó rồi đến khi mà chị vào Trung Tâm Thúy Nga, và Trung Tâm Thúy Nga đã đưa chị lên một cái tầm cao với gọi là thời kỳ hoàng kim và đỉnh cao của Minh Tuyết, với hàng loạt vô số những bài hit mà không thể nào mà đó, Đã Không Yêu Thì Thôi là chỉ là một trong số những bài hit của Minh Tuyết thôi. Tới bây giờ em thấy chị đi show khán giả vẫn yêu cầu bài đó. Tất cả các bar, các club, các chương trình nào nếu không phải là Minh Tuyết hát thì cũng sẽ có những ca sĩ khác hát cái bài hát Đã Không Yêu Thì Thôi, đúng không chị? Rồi còn rất là nhiều những bài hát khác trong Trung Tâm Thúy Nga nữa. Thì hồi nãy thì chị có nói là chị muốn cái này nó là một cái mini live show của Minh Tuyết. Nếu mà, nhưng mà mini thôi, chứ cái là short ngắn thôi, chứ còn nếu mà hát thì nhiều lắm. Hát xong mà cho hết được một lần. Em lại muốn gọi nó là cái nhật ký âm nhạc của Minh Tuyết. Yeah. Để cho khán giả lật lại từng cái trang trong cái chặng đường âm nhạc của chị. Tại vì fans của chị kiểu như em là em theo chị từ hồi là đó 20 năm trước đó chị thấy không? Cho tới tận bây giờ thì mình đã đi qua cái chặng đường là đó, từ ở Việt Nam nè, từ hồi xưa Trung Tâm Kim Lợi nè, rồi tới Trung Tâm Tình. Nếu mà nói là fan ruột thì bây giờ là cái gì là cái signature của chị nè? Bây giờ không dám nói tới signature của chị. Cái signature của chị chút xíu em khui ra, em sẽ khui ra. Thật sự là em nhớ là cái đợt đó lúc mà mình quay cái top hit của Minh Tuyết á, là ai khán giả ai cũng nói là ấn tượng nhất với Minh Tuyết là cái kéo đàn cò. Cái điệu, cái bài hát mà nói tới cái bài kéo đàn cò đó là
chị phải nói rằng là lúc đó chị không biết tại sao chị làm vậy luôn á. Tại vì á, lúc đó chị đứng trên sân khấu, cái ban nhạc sau lưng chị, cái tự nhiên bên đây anh Hùng đánh guitar, đúng không? Cái bên đây cái là anh gì sorry chứ chị quên tên rồi, anh kéo đàn cò đó mà tóc dài. Anh Thành đúng rồi, anh Thành kéo đàn cò tóc dài, bận nguyên cái bộ đồ vô kiểu áo như áo dài Việt Nam. Cái xong tự nhiên cái là ông Hùng bên đây, cái từ bên đây cho nó chứ cha diễn sao ta, giờ diễn sao không biết diễn sao luôn á. Lúc đó chị suy nghĩ dễ sợ luôn, bây giờ nếu mà giật á thì cái tới hồi cái đàn cò làm gì vợ, mà bây giờ đứng yên thì cũng kỳ. Tự nhiên không biết sao lúc đó tự cái tiếng đàn cò nó kéo lên, cái tự nhiên cái chị đứng cái chị kéo cò theo luôn, mà chị không có nghĩ rằng là cái đó lại là một cái ấn tượng trong cái bài hát Thầm Gọi Tên Anh. Bây giờ nói xong cái giờ muốn nghe lại bài hát đó rồi, thôi hát cho em nghe bài đó đi. Ok, thực sự là đây là một trong những bài hát mà chị Tuyết xuất hiện đầu tiên, thứ hai chứ, trong trung tâm cuốn Thúy Nga. Cuốn đầu tiên là cuốn 65. Đúng rồi. Sau đó 66, cuốn này là cuốn 67. Đúng rồi. Và cái bài này á là cái bài phải nói là đánh dấu mạnh với chị với trung tâm Thúy Nga đầu tiên khi mà chị được hợp tác với trung tâm Thúy Nga. Và hôm nay thì chị xin trân trọng gửi đến đặc biệt cho fan của trung tâm Thúy Nga và tất cả các fan của Minh Tuyết trên toàn thế giới một bài hát một bài hát Minh Tuyết tạm gọi là bài hát kéo đàn cò Thầm Gọi Tên Anh, của lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sau đây. Rồi giờ Tuyết hát, em muốn ngồi em kéo đàn cò không? Gọi thầm tên anh lần cuối, con tim bút nhói trong đêm sâu. Còn lại gì khi tình qua mau, bao yêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ. Đường về cô đơn lạnh xa, lang thang phố vắng trong mưa buồn rơi. Lệ nhòa trên mi sâu em khôn nguôi, người tình ơi, thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời. Tình sự xe đắp một trái kỷ niệm ngọt ngào nãy đã xa xôi rồi, cuộn đời giây phút môi soi xem tối, môi hôn gọi mời bóng anh đã khuất trên trời, một mình em trong cuộc đời mười tình chiều đứng dậy. Còn gì không anh ơi, từ ngày tình lạnh lùng anh đã quay lưng rồi, cuộn đầu dài phút sớm tối đắm đuối ôm trong vòng tay, dấu yêu này đã phai tàn, cuộc tình qua đi vội vàng, anh ơi mình đành mất nhau. Còn gì không anh ơi, từ ngày tình lạnh lùng anh đã quay lưng rồi, cuộn đời dài phút giấc tối đắm đuối ôm trong vòng tay, dấu yêu này đã phai tàn, cuộc tình qua đi vội vàng, anh ơi mình đánh mất nhau. Hiểu cảm giác trong lòng em bây giờ, nó gọi là nó sướng. Ôi trời ơi, chị mà chị hát á, chị đứng quen rồi, chị trụ rồi, chị quằn quại quen rồi,
bây giờ mình ngồi mình nết na tùy mày quá, chắc hồi chị hoàng hoại tùm lum. Không, thật sự là đúng, tại vì từ trên sân khấu cho tới những lần mà đi diễn live với Tuyết, em biết mà đứng là phải như thế này hoặc là như thế này, diễn hoàng hoại, bây giờ ngồi hát như thế này thì rõ ràng là nó hơi bức bối. Chị sợ hồi chị nhắm mắt rồi chị dí cái miệng chị vô cái microphone. Hồi nãy chị còn nói em nè, có khi nào mở mắt ra tới cái mặt ngay kế cái microphone không? Nhưng mà em, cái này em phải nói chị một điều là thật sự là em không biết fan chị ngoài kia như thế nào, nhưng mà đối với em bây giờ là em sướng kinh khủng luôn. Thật sự fan girl mà được ngồi mà em ngồi mà em nhắm mắt em nghe chị hát á, và em nhớ lại từng cái tiết mục của chị từ trên sân khấu tới lúc cho tới bây giờ, em vẫn nghĩ cái này nó không phải là sự thật luôn á. Từ cái chuyện mà từ ngày mà em vào trung tâm Thúy Nga, em được vào em làm việc rồi em gặp chị, em gặp những người mà mình yêu mến á, thì thật sự so với nhiều fan xuống ngoài kia em thấy em rất là may mắn. Nhưng mà em nói thiệt với chị nha, em rất thắc mắc, tới bây giờ em vẫn còn thắc mắc. Chị giải thích cho em rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn thắc mắc là đối với nhiều người, người ta cứ nghĩ là Minh Tuyết có một cái con đường tình đó, nó khá là bằng phẳng, có một cuộc hôn nhân đến bây giờ nó gọi là viên mãn. Nhưng tại sao Minh Tuyết hát nhạc tình, và đặc biệt là nhạc thất tình, nó thấm mà nó đau, nó đau lắm. Nó đau mà em nghe nhạc của chị nhiều, những khi em thất tình đó, em rất cần nghe nhạc của chị để tìm sự chia sẻ. Nhưng có em nhiều lại khi rất sợ nghe nhạc của em, chị. Em biết không, có nhiều khi á, em có nhiều vấn đề, em nhìn mình ngoài em cứ tưởng là cái gì nó cũng cái bề ngoài đó, em không có thể nào biết được cái bên trong nó là như vậy. Nhưng mà thực sự chị không phải nói là bây giờ bên trong nó là như thế nào hay sao, nhưng mà chị đã từng có những cái mối tình rất là khó quên. Thậm chí là chị nói thiệt chứ, chị là đạo Phật nha, mà chị đi lúc đó chị buồn mà chị đau tới mức độ mà chị đi ngang nhà thờ chị cũng giấy, cũng gian giấy là mình có thể quên được cái mối tình đó. Đó là chị tìm mọi cách để chị quên, chị tìm mọi cách, chị cúp số phone, chị làm đủ mọi thứ, chị không muốn có một cái gì dính tới cái mối tình đó, cái người đó. Và chị đau vô cùng, đau cho tới em đến qua tới Mỹ là 3 năm chị sống ở đây có một mình thôi, một thân một mình, ở một mình. Chị buồn, chị khóc nhiều là tại sao? Là vì lúc đó chị cô đơn lắm, mình không thành công mà mình cũng không có ai ở bên cạnh để giúp mình hết. Chỉ một mình vượt qua hết tất cả những cái điều đó. Chính vì cái đó cho nên 3 năm sau chị mới bắt đầu có một người bạn bên cạnh của mình, và người bạn đó đã đi với chị đến ngày hôm nay. Chứ không phải là chị không từng yêu, và cũng chưa bao giờ biết đau là gì. Chị biết đau như thế nào, cho nên chị mới có thể hát ra được như vậy. Mà thật sự như vậy này, chị, mình đau trong tình cảm, em cũng đã nghe chị tâm sự với em những cái câu chuyện tình của chị. Mình đau trong tình cảm là một chuyện, nhưng mà em hay một cái là chị biết là khi mà nhạc sĩ họ viết nhạc đó, nó có rất nhiều những cái tình huống và những cái chuyện tình éo le. Nó không phải chỉ đơn giản là thất tình, chia tay và đau khổ. Nó có những cái bài hát, ví dụ như là, em nhớ một bài nè, yêu một người mà sống bên một người. Nếu không, ví dụ những bài hát như thế, chắc chắn là chị sẽ chưa từng trải qua cái cảm xúc như vậy. Nhưng mà ở chị á, em thấy nó lạ lắm. Là bất kỳ một cái bài hát nào, bất kỳ một cái tình huống nào, chị hát như chị chính là người con gái ở trong cái bài hát đó vậy. Ngay cả yêu một người mà sống bên một người, chị thấy không, khi mà hoặc là người thứ ba đó, đơn cử là như vậy. Yêu một người sống bên một người nó có nhiều cái ý nghĩa lắm, nếu ở mỗi trường hợp nó khác nhau. Có thể là có những trường hợp là vì bất đắc dĩ, vì cha mẹ ép uổng, nhưng cũng có những cái trường hợp là khi em muốn quên một người thì em lại tìm một cái phao khác để em cố tình em quên đi cái phao bên cái người bên đây. Và lúc đó là em đang đi với bên đây, nhưng cái đầu óc em vẫn cứ nhớ lên cái người cũ. Em chỉ tìm họ để làm một cái phao với trong một cái lúc nào đó của em mà thôi. Chính vì vậy nè, đau thì em mới hát được, không đau em không hát được. Yêu một người mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi. Yêu mà nồng dù đã có lạnh lùng, dù em đã ngàn lần cố quên. Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết.
xa mịt mờ, người biết không bây giờ em sống cho qua những ngày vắng anh. Và đó là lý do em theo chị tới tận bây giờ. Làm sao chị, em không biết là chị không yêu một người mà chị sống bên một người. Em mới mát bây giờ đó. Hân có biết không, và quý vị có biết không, khi mình đau mình mới hát được như vậy. Và khi mình có trong cái tâm trạng đó thì mình mới hát được như vậy. Thì nếu chị hát như vậy, Hân nghĩ là chị có đã từng có những tâm trạng như vậy hay không? Em tin. Và thật sự quý vị biết tại sao khi Minh Tuyết hát bài hát này, Minh Tuyết hiểu nhiều về nó, hiểu về cái câu chuyện nó, là bởi vì nếu mà Minh Tuyết nhớ không lầm là trong cái thời điểm mà nhạc sĩ Hoài An viết những cái nhạc phẩm như là Yêu Một Người Sống Bên Một Người nè, hay là Người Ở Lại, cuộc đời còn nhiều gian dối, biết bao lâu dài, lòng người còn nhiều đổi thay, nhưng lòng anh thề đã bài đó. Thì lúc đó nhạc sĩ Hoài An đang trong một cái cuộc tình rất là ngang trái, và anh rất là đau và anh rất là buồn. Và cái đợt đó khi mà Minh Tuyết ngồi nghe anh Hoài An hát mấy bài đó, trời ơi, nó thấm vô cùng. Và mình hiểu được cái cảm giác đó, mình hiểu được cái câu chuyện đó, cộng hưởng với những gì mình đã từng trải qua. Cho nên lúc đó Minh Tuyết mới có thể hát được đến như vậy, mới hát được từ trái tim của mình ra để gửi tặng quý vị. Cảm ơn anh Hoài An rất là nhiều. Và những gì mà đến từ trái tim, nó sẽ chạm được đến trái tim. Cho nên là như em nói đó, có những giai đoạn trong cuộc đời mà em rất cần nghe nhạc của chị để em tìm được cái sự sẻ chia, nhưng em lại rất sợ nghe nhạc của chị trong những giai đoạn đó. Đó không phải là người đầu tiên nói với chị. Em rất sợ, bởi vì mình nghe là mình biết là mình nghe là mình sẽ khóc. Và lúc đó có nhiều lúc em nghĩ trong đầu, em nói chứ bà này ngộ thiệt á, tại sao bài nào hát, nghĩa là có những cái, dĩ nhiên là cuộc tình của mình nó có nhiều cái lý do để nó tan vỡ, và có nhiều, rất nhiều lý do để dẫn đến sự chia ly. Nhưng mà em không hiểu tại sao bất kỳ thời điểm nào ở trong cuộc đời của mình thì em đều tìm được cái sự đồng cảm từ nhạc của chị. Cho nên em có thể nói, nếu mà em mà nói là mình nịnh, là mình khen chị mình hát hay, không, em không nói như vậy. Em chỉ có thể nói là chị là người hát chạm được đến trái tim em nhất. Cảm ơn bé rất là nhiều. Thank you. Cho nên là đó là lý do tại sao em có lẽ là ngày hôm nay em được ngồi ở đây để em được nghe chị hát, mà em được nghe chị tâm sự, và được đồng hành trong cái nhật ký âm nhạc của chị. Nhưng mà thôi, bây giờ em không muốn chọc cho chị khóc nữa, thì em cũng đang nói vậy thôi. Em cũng đang khóc rồi. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ mình nói một cái đề tài cho nó nhẹ nhàng hơn, vui hơn tí nè. Ok. Ngày hôm qua Tuyết có nhớ là em kể với Tuyết là cái trang web Wikipedia đó, nó gọi chị là The Vietnamese Pop Princess, tức là công chúa nhạc pop. Chị là coi như là trưởng môn nhân đời đầu của Pop Princess. Hôm qua em show cho chị, chị không ngờ luôn. Mà cái trang Wikipedia này là cái trang nó rất là danh tiếng, như là nước nào người ta cũng biết tới cả. Và nó gọi chị là The Very First Vietnamese Pop Princess. Cảm ơn Hưng đã show cho chị điều đó. Và sẵn đây chị cũng, Minh Tuyết cũng xin cảm ơn đến tất cả các người fan của mình. Bắt đầu từ Việt Nam qua tới hải ngoại, đến trung tâm Tình Production và trung tâm Thúy Nga. Đây là một chặng đường đi của Minh Tuyết, cũng nói trong gai thì cũng không quá trong gai, nhưng mà nói không có trong gai cũng không đúng. Nhưng mà cũng là một chặng đường đi rất dài, khá dài của Minh Tuyết, mà cho tới ngày hôm nay, nhờ sự yêu thương của tất cả quý vị khán thính giả, nhờ sự yêu thương của trung tâm ủng hộ cho Minh Tuyết bao nhiêu lâu nay, ngày hôm nay Minh Tuyết vẫn còn ở lại đây, vẫn còn gặp mặt được khán giả, vẫn còn hát được cho khán giả nghe, vẫn còn được nghe những tràng pháo tay của quý vị, vẫn còn được những người fan hâm mộ cho mãi tới ngày hôm nay. Và đó là một cái điều vinh hạnh vô cùng đối với Minh Tuyết. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin lỗi, em rất là mít ướt. Quý vị coi mình game show là thấy mình Tuyết khóc hoài. Mỗi lần nói cái gì chạm đến tự ái, chạm đến tâm tư của mình là khóc. Không có
giấu được, nhưng mà hạnh phúc vô cùng. Rất rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả những người đã trong cái con đường nghệ thuật, cũng như con đường mà Minh Tuyết xây dựng sự nghiệp tại nước ngoài. Có những người giúp đỡ Minh Tuyết ngay thời buổi ban đầu, khi mà Minh Tuyết không có một cái gì trong tay, đi qua Mỹ mà có 2-3 ngàn đô, không biết sao sống luôn đó, mà sống được tới ngày hôm nay. Hạnh phúc được như vậy, hạnh phúc lắm quý vị, hạnh phúc vô cùng. Nhờ tất cả mọi người, một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay có thể là khóc nhiều quá nên sẽ hát không có hay đâu, nhưng mà đây là cái buổi mà tâm tình của Minh Tuyết, cái sự chia sẻ của Minh Tuyết dành cho tất cả quý vị. Mong quý vị nhận ra cái tình cảm này của Minh Tuyết, và tình cảm của này của Minh Tuyết sẽ đi với quý vị bây giờ và mãi mãi về sau. Minh Tuyết còn, quý vị còn mong Minh Tuyết thì Minh Tuyết sẽ vẫn hát tiếp. Mình nghĩ là chắc có lẽ là mình nên thay đổi không khí, thay đổi cái list chút xíu quá hả? Không, chứ không nãy chịu. Giờ hát buồn hoài à. Chắc tôi khóc tới sáng đó. Không, bây giờ sẵn sàng khóc đâu. Hát buồn tiếp đi. Tại vì em nói tiếng nghe là tại vì nãy lúc mà em nhắc tới cái bài Yêu một người mà sống bên một người đó, thì em nói là tại sao có những cái trường hợp hoàn cảnh trớ trêu mà em không nghĩ là chị đã từng trải qua mà là chị có hát được đó. Xong em nhắc thêm một bài nữa, xong giờ em sực chị, nhớ chị ra. Chị đang nói tới đây để chị nói tiếp cái này. Thật sự á là không chừng về già mình mới đọc mình bật mí ra, chứ bây giờ mình chưa dám bật mí thật sự. Tuy rằng là Minh Tuyết không có phải là cái con đường mình đi dài quá, nhưng mà cũng là đi nửa, gần hết nửa đoạn đường của cuộc đời mình rồi. Có một điều mà Minh Tuyết không thể chia sẻ với tất cả mọi người, phải giữ lại cho mình một chút. Không biết tại sao trong cuộc đời của mình lại gặp rất là nhiều tình huống mà mình nghĩ rằng mình có thể viết ra một câu chuyện, mà những cái tình huống đó mình thuyết chỉ giấu riêng cho bản thân mình, không thể nói cho quý vị nghe được. Và đó cũng chính là hành trang giúp cho Minh Tuyết có thể hát được rất nhiều bài hát mà chạm đến trái tim của mọi người. Cảm ơn những sự đau khổ đó, cảm ơn những cái gì Minh Tuyết đã trải qua trong cuộc sống, cảm ơn những sự đắng cay mà những người khác đã đem đến cho Minh Tuyết. Nhưng cũng nhờ những cái điều đó mà đó là hành trang giúp Minh Tuyết thành công trong sự nghiệp của chính bản thân mình khi hát những bài nhạc tình như thế này. Và bây giờ thì một người mà Minh Tuyết không thể không cảm ơn, một người mà có thể nói cũng gắn liền với Minh Tuyết rất là nhiều, rất là nhiều, từ hồi Minh Tuyết còn bắt đầu vào sự nghiệp, anh là người, cũng là một trong những người phát hiện ra tiếng hát của Minh Tuyết và Cẩm Ly, và mời Minh Tuyết, Cẩm Ly vào trung tâm Kim Lợi, đó là nhạc sĩ Minh Vi, và anh cũng chính là anh rể của Minh Tuyết, tức là chồng của chị Cẩm Ly. Và cũng nhờ anh mà người ta biết đến Minh Tuyết, Cẩm Ly, và cũng nhờ anh ngày hôm nay Minh Tuyết có được những cái bài hát do chính tay của anh viết dành tặng cho chị Cẩm Ly và Minh Tuyết, là bởi vì hai chị em hay share bài với nhau hát đó. Thì, đỡ tốn tiền bản quyền. Đỡ tốn tiền bản quyền. Cho nên cũng chính nhờ anh đưa bài cho em, anh hòa âm cho em, anh chia sẻ cho em tất cả những gì mà anh có thể chia sẻ được. Tất cả những cái MV music ngày xưa Minh Tuyết quay cũng nhờ anh làm. Và anh đã giúp cho Minh Tuyết thành công rất nhiều trong những nhạc phẩm của anh. Và bây giờ thì một trong những nhạc phẩm mà Minh Tuyết không có nghĩ rằng là nó thành big hit YouTube của mình, đó là bài hát Người Thứ Ba. Đi show đi đâu cũng có người yêu cầu hát. Yes, và bây giờ thì sẽ gửi đến cho tất cả quý vị, gửi đến đặc biệt cho anh Minh Vi, cảm ơn anh rất nhiều. Bài hát được mang tên Người Thứ Ba. Tình mình như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với ai bên giấc mơ, gia đình vang tiếng cười. Rồi thật buồn em mãi hay, anh cùng ai tay trong tay tình muốn kia. Thà rằng ngày xưa không hề quên, không đắn đo một nụ cười. Em đau vì yêu đôi mắt cay một cuộc tình. Thơ ngây hồn nhiên với ai ân ngày xưa,
mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng, quên đi thật mau cô gái anh từng yêu. Cô đơn con đường dài ăn bước. Gì hỡi anh, lời yêu rời xa trái tim. Tình mình là thế sao, người đi lạnh căm một trái tim. Không như nụ hoa quê sắc hương thật nồng nàn, không như người ta đầy phấn son. Không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh, không như người ta dành cho anh. Lưng bỏ đi mang theo hết những gì vàng, những phút đam mê này còn đâu. Đành ra đi thật sao khi bóng tối còn đầy, chơi với mình em im đau xót. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào, sao anh bỏ em tìm ấm em. Sao anh ly xa tình yêu đó biết cay đắng, tình đó với em là trái tim. Với anh trên cuộc đời em không bằng ai nào thiết tha, không như người ta luôn nồng cháy với gian dối. Người ơi em yêu anh bằng trái tim. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào, sao anh bỏ em tìm ấm em. Sao anh ly xa tình yêu đó biết cay đắng, tình đó với em là trái, là trái tim. Một người mà đam mê sân khấu như vậy, đam mê ca hát như vậy, mà thương khán giả như vậy, mà từ đầu năm giờ dịch nằm nhà không đi show được, chắc nhớ khán giả lắm mà khó chịu bức rất lắm. Ngày mai chị sẽ úp cho Hưng coi trái ớt chị mới trồng nó bự như vậy nè, to như vậy đó. Sao chị trồng cái gì nó cũng bự hết chị? Chị không biết. Lần trước chị chụp tao em tấm hình cái cây trên vườn no, cái kỳ này cái trái ớt của chị nó to như vậy nè, nó to bằng bàn tay của chị đó. Chị nói cho em nghe thử, bây giờ trong vườn chị trồng bao nhiêu thứ rồi, kể nghe thử. Ngày nào á chị, từ khi dịch tới quý vị biết không, không có được đi hát, nhớ khán giả, nhớ sân khấu, lâu lâu cũng lên live stream. Rồi sau đó là trồng cây ở trong nhà. Minh Tuyết trồng được ớt nè, rau thơm nè, xà lách nè, cái gì thanh long nè, xả nè, nói chung là trồng cũng nhiều lắm quý vị. Bữa nào Minh Tuyết sẽ show cho quý vị thấy cái vườn rau thơm của Minh Tuyết. Là tại vì biết không, nhà Minh Tuyết chỉ có một mình Minh Tuyết ăn rau thôi, cho nên mỗi lần cứ đi ra chợ mua bó bự cái ăn không hết, cái nó hư, cái thôi mình trồng ở nhà mình vừa ăn organic nữa. Rồi chị còn trồng bông trước cửa, rồi nói chung là thích lắm quý vị. Nhìn như vậy cũng rất là thích nội trợ nấu ăn nữa quý vị, cũng nấu ăn ngon lắm á, phải dở đâu, nấu ăn ngon mà nấu được nhiều món lắm. Ai thấy Minh Tuyết vào bếp cũng nghĩ là trời ơi, Minh Tuyết biết nấu ăn ở trầm trộn, mà thật sự Minh Tuyết nấu ăn rất là ngon. Em nghe đồn là như rau bún bò Huế cũng ngon lắm, mà em thấy post trên Facebook khoe hên, rồi mà chưa được ăn. Hên xui, hên xui. Cái câu này nghe lần mà lần này lần thứ mấy luôn rồi. Nhưng xui. Mà bây giờ là bây giờ như cả ngày chỉ có là bây giờ trồng rau, rồi nấu ăn, xong dọn dẹp nhà cửa, xong ra đi vô, xong đi vô đây thu music box cho Thúy Nga, xong về hết. Thì giờ dịch biết làm sao giờ. Nhưng mà bây giờ nãy em nói đó, là em nói cái ở Wikipedia nó gọi chị là Vietnamese Pop Princess. Nhưng mà bây giờ cộng đồng fans của chị đó, trong đó có em luôn đó, đặt nickname mới cho chị rồi, chị biết chưa? Chưa. Dạ, Vietnamese Cover Queen.
giỡn hoài. Nhưng mà bây giờ em nói chị nghe nè, lý do mà tại sao gọi là Vietnamese cover queen á, là như chị mắc nợ fans rồi em hay sao đó. Giờ cứ nghe bài nào mà hay hay mà thấy cái hợp cái air của Minh Tuyết á, cứ gửi cho chị bắt chị cover. Xong rồi chị có bị, em chị bị nhắn tin nữa. Chị thấy không, em nhắn tin Tuyết ơi Tuyết hát bài này đi, Tuyết hát bài này chắc hợp rồi đúng không. Nhưng mà cái list mà danh sách mà fans, cái này bây giờ là hát cho fans là đúng thức, chính thức là hát cho fans, là đây là những bài fans yêu cầu. Nhưng mà bây giờ trước khi mình hát những bài đó đó, hồi nãy chị có nói với em là từ đầu giờ mình hát mấy bài buồn quá rồi đúng không? Bây giờ mình kiếm bài vui vui, đổi không khí, để đổi không khí đúng không? Được không ta? Cho mình Tuyết bớt khóc đi. Bớt khóc nha mấy anh ban nhạc. Giờ mình hát nhạc vui đi ban nhạc ơi, ban nhạc chịu không? Ban nhạc của Brothers Band. Ban nhạc Brothers Band từ hồi dịch tới giờ cũng mệt mỏi lắm rồi. Ban nhạc đang khóc. Giờ hát bài vui cho ban nhạc cười. Em xin lỗi, nãy giờ em khóc nhiều quá. Ok, bây giờ ban nhạc cho em xin một bài hát vui vui ha. Ban nhạc hát bài gì vui một giờ? Cái bài hát này thực sự là ai cũng sẽ thích bài này, bởi vì có một cái tựa đề rất là hay, đó là Chờ Một Tiếng Yêu của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Yêu miết. Đúng rồi, hát bài này mà đứng ngồi không có giật được, khó quá. Để đứng lên đi được không? Thôi. Và em thấy ban nhạc là nhún nhảy trong đó rồi đó. Rồi, thôi bây giờ thể theo lời yêu cầu của đông đảo quý khán giả, các fans, và trong đó dĩ nhiên là có bánh bèo Ngọc Hân. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cover section. Cover section. Tức là những bài hát mà được fans yêu cầu để cho Minh Tuyết cover lại. Và có nhiều bài... tới bây giờ thì em nghĩ cái lượng yêu cầu nó cũng cao lắm rồi đó Tuyết. Thì bây giờ, nhưng mà em sẽ cho Tuyết chọn. Bây giờ Tuyết chọn, bây giờ em không có yêu cầu đòi hỏi gì nhiều đâu. Khoảng 5-60 bài, em khoan 3-4 bài thôi. Ok, thực sự là Minh Tuyết được một cái vinh hạnh là, thực sự là ai mà không muốn có bài độc quyền để hát đúng không? Chắc chắn là ai cũng muốn. Từ xưa đến giờ chị có rất nhiều bài độc quyền. Chị cũng có rất là nhiều bài độc quyền. Nhưng mà
đâu phải là chị cũng thuộc dạng một trong những, Minh Tuyết cũng thuộc dạng một trong những ca sĩ lucky là có được nhiều bài độc quyền và được quý vị yêu mến. Nhưng mà ngoài ra thì bây giờ mình nói về nhạc Thính Phòng đi, nhạc của Trịnh Công Sơn nè, của Lam Phương, của bao nhiêu người, thì bao thế hệ cover lại. Hay là những cái nhạc bolero cũng vậy, của chú Chí Linh, bao nhiêu người cover lại. Tại vì âm nhạc mà không biên giới, khi mà em yêu thích là em hát thôi. Mẹ chị bây giờ vẫn ở nhà, từng đêm về đâu đường vắng đêm khuya, mẹ chị vẫn hát rồi thâu rồi gửi cho tụi chị coi. Có nghĩa là ai người yêu, mình yêu âm nhạc thì mình cứ hát, mình thích bài đó mình cứ hát. Mình không thể nào mình đang thích cái bài hát đó cái tự nhiên mình phải giấu lại, mình không thể hát bởi vì người ta đã hát rồi. Chị thấy cái đó là chị không biết sao, riêng chị thấy even bài của chị nha, nếu mà ai cover lại, ai hát lại, chị cảm thấy rất là hạnh phúc vì người ta thích mình, người ta mới cover. Chị thích cái người đó hát bài đó thì chị mới cover bài đó. Thì đó là cái lý do tại sao chị cover những bài hát mà chị cảm thấy thích. Thậm chí nhiều khi Hưng gửi chị một bài hát mà chị không thích, chị sẽ không cover đâu, vì chị không thích. Nó đơn giản vậy, nó không cảm được chị. Thì đó là cái lý do tại sao chị cover, mà khi mà chị cảm được chị mới hát hay, chị mới cover ra được mà quý vị yêu mến. Cho nên chính vì cái điều đó mà Minh Tuyết không phải là bài nào cũng cover, nên khi cover thì được quý vị hên, là cũng số đông yêu mến. Thì bây giờ hồi nãy giờ mình hát nhiều bài quen rồi, quý vị đã biết tính Minh Tuyết qua những bài hát đó. Thì bây giờ trong chương trình này thì gần đây Minh Tuyết có được một người em trai rất là dễ thương, cũng là một trong những người em của gia đình Thúy Nga, đó là nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Rồi biết bài gì luôn rồi. Bài này em bữa chị thấy chị Thủy share trên Facebook của chị Thủy rồi. Yes, là em là Dương Triệu Vũ, thì em có hát một cái bài hát gần đây được mang tên là Bức Tranh Tiền Kiếp của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Thì thường thường thì mấy chị em cũng vui lắm, Minh Tuyết hát thì mình cứ Vũ ơi Vũ cover bài chị đi, thì Vũ hát, Vũ là Vũ kêu chị Tuyết ơi chị thích gì cover bài em đi, kiểu dạng vậy. Thì mấy bữa nay mình cũng ở nhà nghêu ngao bài này, thì ngày hôm nay thì cũng muốn gửi đến quý vị một cái gì đó mới mới, chưa bao giờ quý vị nghe Minh Tuyết bài này cả, mới hoàn toàn với Minh Tuyết dành cho khán giả. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe lần đầu tiên cover bài hát được mang tên Bức Tranh Tiền Kiếp. Chờ nhau nữa.
Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần. Đôi khi một người làm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Bao lần em cố gắng, dù mọi người trách mắng, em vẫn u mùi trao anh tất cả. Anh lại yêu người ta, tại em vui quá, vậy nên vấp ngã. Em đã đau lắm khi chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Chẳng ngại cần nhiều mà mình quá dư thừa. Cứ để em đi, đừng chờ. Trời, lần đầu tiên hát run quá. Thank you. Được rước làm tới hát luôn Từng Yêu đi chị. Em đang feel. Ok, chơi luôn ha. Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, cô đơn đâu nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu. Có đắng cay nào bằng anh vội vàng qua mau. Người mà anh đang tay trong tay là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một mai người anh yêu bụi bã, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu muộn màng. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Em có bao nhiêu
anh đừng gần những thứ cao sang. Nếu sau này họ xa đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu muộn màng. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng. Thời gian qua là được fans yêu cầu để cover nhiều nhất. Từ đầu đến giờ em nghĩ là khán giả cũng đã, trong cái vai trò của em là một người fan đi cùng với chị từ những năm tháng đầu tiên cho tới giờ, em nghĩ là fans sẽ rất là vui khi mà xem cái chương trình này. Nhưng mà chị thì sao? Cho tới cái giây phút này, thời điểm này trong cuộc đời của mình, nãy chị có nói là chị rất là hạnh phúc khi mà tới bây giờ. Mà chị biết như chính chị nói đó, dòng nhạc pop, dòng nhạc trẻ là một cái dòng nhạc phải nói là cái sức đào thải của nó là cái sức đào thải là kinh khủng nhất trong tất cả các dòng nhạc. Nhưng mà chị là Vietnamese pop princess đầu tiên và cho tới tận bây giờ vẫn tồn tại, vẫn ở đây, vẫn đứng trụ như vậy. Thì cái những trong tương lai chị dự định sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này, chị dự định sẽ tiếp tục đi trên con đường này, hay là chị có muốn thay đổi gì nữa không? Thật sự là mình không biết được. Hiện tại thì chị vẫn yêu mến dòng nhạc này rất là nhiều, nhưng mà mình đâu biết được. Trong cuộc sống cũng như là trong âm nhạc, nó có rất là nhiều ngã rẽ, mà thậm chí mình không thể biết được nó sẽ rẽ đi về cái hướng nào. Chị thì không biết được tương lai. Chỉ mong rằng là mình có thật nhiều sức khỏe. Tại vì mình có sức khỏe thì mình mới có thể làm được nhiều việc. Mình mới có thể hát được cho quý vị nghe, mình mới có thể biểu diễn sung như là ngày xưa được. Thì cái điều đó là cái điều chị mong mỏi nhất. Còn cái hướng rẽ chị sẽ đi trong tương lai, nó sẽ là như thế nào, nó sẽ là dòng nhạc này hoặc có thể là xoay chuyển ở một dòng nhạc nào đó. Nhưng mà dù cho có xoay ở đâu đi chăng nữa thì chị nghĩ rằng là đây vẫn là dòng nhạc chính của chị, và chị vẫn cảm thấy là mình sống trong nó nhiều nhất so với những dòng nhạc khác. Nhưng mà cũng không nói được đâu. Chắc có lẽ nhiều khi mình lớn, càng lớn tuổi thì mình sẽ càng thay đổi. Cuộc đời cũng như vậy. Cho nên chỉ mong rằng là sẽ được quý vị yêu thương mãi mãi, yêu thương từ ngày xưa tới bây giờ, và sẽ tiếp tục trong tương lai để mà mình có thể cống hiến cho quý vị thêm nhiều hơn nữa. Chứ không có dừng lại ở cái ngày hôm nay, không có stop tại đây. Và cái điều đó là cái điều Minh Tuyết cảm thấy mình mong mỏi nhiều nhất. Và em thấy là trong cái tình hình bệnh dịch như thế này thì em nghĩ là ở nước Mỹ chắc là nếu mà show chậu và muốn trở lại chắc cũng phải tới đầu năm sau. Thì hy vọng là lần sau chắc chị phải trở lại thêm một cái music box nữa chứ cho nghe chứ bây giờ. Cái quan trọng ở chỗ là khi mà quý vị thương Minh Tuyết thật nhiều, khi mà quý vị coi cái music box này, có lẽ là hôm nay nhiều cảm xúc quá, và cũng có thể là hát nhiều quá rồi vừa khóc nè, rồi có thể là sẽ không hay được như bình thường như mà quý vị mong muốn. Nhưng mà đây là cảm xúc thật sự của Minh Tuyết, và đây là những cái điều Minh Tuyết thật sự muốn chia sẻ về cái tâm tình của mình, của bản thân mình và âm nhạc của mình chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Và cái điều quan trọng là sau khi quý vị coi xong đó, quý vị share nhiều nhiều nè, quý vị coi nhiều nhiều nè, tối quý vị ngủ quý vị nghe headphone, quý vị nghe nhiều nhiều, thì đó là một cái động lực rất là lớn cho Minh Tuyết cũng như cho trung tâm để mà có thể thực hiện được nhiều cái music box hay là những cái chương trình âm nhạc sắp tới trong tương lai. Bởi vì sự ủng hộ quý vị đó là cái tiềm năng lớn nhất cho trung tâm cũng như cho ca sĩ, để mà ca sĩ có cái cơ hội và có những cái điều kiện để phát huy thật là nhiều âm nhạc cũng như là hình ảnh gửi đến cho tất cả quý vị. Và điều đó là điều Minh Tuyết mong mỏi nhất. Mong rằng là ngày hôm nay Minh Tuyết không có mong gì hơn là chạm được đến trái tim của quý vị bằng chính trái tim của Minh Tuyết và bằng chính tâm tình của Minh Tuyết ngày hôm nay. Chị ơi, với lại từ nãy giờ em nghĩ đến khi mà fans và khán giả coi tới đây đó, thì cũng có một câu hỏi thắc mắc là cái giọng nam mà nãy giờ mà từ đầu chương trình mà nghe đó, không biết là giọng ai. Hôm nay là Minh Tuyết có...
mời một người em cũng thân thương trong đại gia đình Thúy Nga, đó là nam ca sĩ Đăng Vinh. Cảm ơn em rất là nhiều khi mà em đã giúp chị để hoàn thành tốt cái bài hát này. Cảm ơn Vinh rất là nhiều. Thank you so much. Rồi bây giờ em hôm nay không phải là MC, em là đại diện fan club thôi. Cho nên bây giờ là kết chương trình, là chị muốn kết chương trình sao thì tùy chị nè. Nhờ chị muốn làm sao? Bây giờ á, bây giờ là chứ có lẽ là thêm bài nữa đi. Thôi cái bài này chứ không hát thì để em khóc muốn chết á. Một cái bài mà rất là nhiều sóng gió nhưng mà cũng rất là nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì quý vị vẫn đứng bên cạnh Minh Tuyết. Đó là bài hát của nhạc sĩ Phúc Trường, bài hát Để Cho Em Khóc. Được gần đây nhất là một bài hát mà Minh Tuyết cover mà được quý vị yêu mến nhất và dành rất là nhiều tình cảm cho Minh Tuyết qua bài hát này. Thì hôm nay cho Minh Tuyết chốt chương trình ngày hôm nay bằng bài hát Để Cho Em Khóc, là bài hát cuối cùng mà Minh Tuyết được quý vị yêu mến nhất gần đây. Vậy thôi Minh, vậy mình chào tạm biệt trước khi rồi chị hát rồi mình out luôn ha. Đúng rồi. Phải nói là hôm nay là cảm ơn chị nè, cảm ơn Trung tâm Thúy Nga nè, cho một con bé fan girl như em được ngồi gần chị như thế này và được đi show với chị rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được nghe chị hát live mà ngồi gần chị như thế này cả. Cho nên là cảm ơn chị và cảm ơn Trung tâm Thúy Nga Music Box cho em được đến đây ngày hôm nay thỏa mãn mong ước của một con bé fan girl như em. Thank you em. Cảm ơn em đã theo dõi chị từ cái ngày chị bước chân vào âm nhạc bên Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Từ lúc mà em nói là em còn thuở nhỏ đó. Và cái điều từ đó lúc là chưa biết yêu cho đó, thích. Và có những người fan như em như vậy mới có động lực cho những người ca sĩ như chị mà cố gắng hết mình để mà không phụ lòng fan của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Và Minh Tuyết xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, cảm ơn chương trình Music Box ngày hôm nay đã cho Minh Tuyết đến gần với quý vị nhiều hơn, ôm lại những kỷ niệm, những nụ cười, những giọt nước mắt, những tình cảm mà Minh Tuyết cũng như quý vị đã có với nhau trong suốt chặng đường âm nhạc tại hải ngoại cũng như Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã yêu thương Minh Tuyết trong suốt bao nhiêu năm qua, và hãy giữ cái tình yêu đó trong lòng của quý vị, giữ mãi mãi, đừng bao giờ rời xa Minh Tuyết, bởi vì Minh Tuyết chả bao giờ muốn rời xa quý vị cả. Một lần nữa, thank you so much. I love you all. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát của nhạc sĩ Phúc Trường, bài hát được mang tên Để Cho Em Khóc. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đã gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phải nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, hay anh vội quên giấc mơ khi xưa cùng em? Chặt anh lúc này không buông tay, để cho em không thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng chẳng thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đã gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi. Có bao giờ trong mơ vui
D&D Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình, đặc biệt với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer. Mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com.